Hello, xin chào các bác nha. Thì thời gian vừa qua rồi là em có về rất là nhiều cái mẫu cần giả trúc kiểu như thế này. Đấy. Tay cầm cuốn chỉ và có mây. Đầu tiên là cái mẫu này thì là rất là nhiều bác đang dùng rồi. Nhiều bác đang dùng rồi nha. Thì, riêng ngày hôm nay rất nhiều bác lên cá và cũng báo cá luôn là lên được cá 6-7 cân, mặc dù là cần không có vòng trung lỗ này. Đầu tiên là cần không có vòng trung lỗ và nó đều là những cái mẫu 5H rất là rẻ. Và em cũng nói luôn là những cái dòng cần này thì túi đúng của nó là không phải túi nhảy. Đấy, túi đúng của nó không phải túi nhảy. Túi của nó để lâu để 3 4 năm rồi, túi nó bị cũ đi rồi. Thế nên là mình phải đổi túi, còn túi cái cần này túi của nó là túi nhung cơ. Túi nhung riêng cái túi đấy cũng là rất là đắt rồi. Thế là em mua cái túi này nó rẻ thôi. Đấy, cái cần này thì em cũng lên video rồi, test cái độ cong, độ lẩy, độ đàn hồi của cần rồi, chứ cũng không test tĩnh cái cần này, không test bằng gãy. Nói chung là hình như là em chưa vào test bằng gãy bất kỳ một cây cần nào, bởi vì đối với em thì rất là tiếc. Đấy, cái cần này thì là cần tất cả các lóng trong đều là giống lóng gốc. Đấy, thiết kế giống lóng gốc, cả phần đầu lóng cũng thế nhá, đầu lóng cũng màu đỏ giống à. Đấy. Còn cái cần vừa xong thì là phôi carbon đẹp luôn đấy. Đấy, so với những cái cần dòng cần đắt tiền là cần đẹp. Thế thì ngày hôm nay thì rất là nhiều bác và lên được cá và cũng gửi video cho em nhé, lên được cá 6-7 cân cơ, rất là hay nhá. Đấy, còn con này con Xuân Tức này, con này thì có 3H thôi, thế nhưng mà cũng lên được 3-4 cân, nhưng mà cũng dòng rất là mất thời gian. Đấy, thì con này vẫn đang đủ xa 2m7, 3m6, 3m9, 4m5. Đấy, hết size 54 với cả 63. Đấy. Còn một cái mẫu nữa, mẫu này thì lần phải hơn một tháng trước em lên rồi. Cái mẫu này là mẫu cũng là giả trúc này. Đấy, nghĩa là nó làm cái hoa văn họa tiết giống như cây trúc. Thế nhưng mà cái mẫu này nó lại bị một cái em nghĩ là họ sản xuất sai. Nên là họ cũng để giá rất là rẻ, mặc dù cái phôi của nó cũng rất là đẹp nha. Chắc là họ làm đặt họ, ai đặt của họ là bị sai. Để lâu quá cái túi bóng nó dính luôn vào. Đấy, làm sai thế này, như này. Nó thường là những cái mẫu giả trúc thì sẽ không có vòng trống lỗ, bởi vì là cũng không cần thiết. Đấy, rất là đẹp luôn. Thế nhưng mà cái chỗ tay cầm này, một cái thì là tay cầm bầu, một cái thì tay cầm mút xốp. Và cái cân nặng của nó cũng rất là nhẹ, cần là thì vẫn đủ size 27, 36, 39, 4,5, có cả 48. Họ bắt lấy cả cái size 48 thì mới được rẻ như vậy. Nghĩa là có cả các size lẻ như là 39, 48, 57. Đấy, cái tay cầm mút xốp này thành ra em cũng không biết lên cái kiểu gì, vì chẳng may mà gửi một cái cần đi, nghĩa là cùng một size nhé. Ví dụ như đây là hai cây này là size 2m7 này, nhưng mà bị thiết kế cái kiểu như này, một cái là tay cầm mút xốp, một tay là tay cầm bầu thuôn nhảy. Nhưng mà nhiều bác cũng thích cầm mút xốp nhảy vì nó đỡ ra mồ hôi. Đấy, nhưng mà sẽ là để lâu, nếu mà ai mà lười lau chùi nó sẽ bị bẩn. Đấy, còn tay này trơn, còn tay này trơn. Nói chung là theo như em nghĩ, cả hai cái mẫu này nếu như mà dùng cái cuốn cán cần hoặc dùng cái cuốn cán vợt cầu lông, cái loại rẻ rẻ thôi, thì nó sẽ tránh được cái trường hợp mà bị hôi như thế. Còn cái này chỗ này trơn thì mình lại cuốn cái đấy vào thì nó sẽ bóc ra được. Đấy, đều là phôi rất là đẹp luôn. Cả hai size, đây là cùng một size nhá, nhưng mà nó bị thế này nên là giá nó rất là rẻ. Còn cái phôi cần thì thật sự là đây, đèn bóng luôn, giá rất rẻ lên này. Đây, đèn bóng nhoáng luôn. Đấy, đây ở trong nhà nhá. Ở trong nhà thì nó bị ánh điện nó chiếu vào, thì thường bị ánh điện chiếu vào đấy. Đây, em để các góc luôn nhé, tất cả các góc luôn nhé. Đấy, tất cả các góc luôn. Đấy, đúng ra thì nó sẽ bị bóng nếu như đây cả lóng này luôn nhá. Và nhìn ở trên đây nhá, nó cũng có một cái gân kiểu như là phần carbon nó đan chéo, không biết là trên đây có nhìn được thấy không. Đấy, thì nói chung là các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là khi mà nhận hàng, kiểm tra hàng, nếu mà không đúng như video em giới thiệu thì hoàn hàng. Đấy, phôi rất là đẹp luôn, màu sắc thiết kế của cây này cũng rất là đẹp, và nó cũng còn rất là nhiều. Bây giờ em mới để ý là nó còn nhiều như thế, tại vì là rất là nhiều mẫu, tức là nên là em cũng không biết là nó còn nhiều như này. Cũng bán được nhiều rồi đấy, nhưng mà cũng vẫn còn nhiều. Đấy, bởi vì là đợt vừa rồi về liên tục về chồng chéo lên nhau, thành ra cũng không biết cái nào còn cái nào hết.
và cái mẫu này nó mất cái như này đấy, các bạn thấy này, tay cầm bầu xong tay cầm mút xốp. Và thời gian vừa qua thì lại gần như là bán những cái dòng cần kiểu như này, dòng cần trúc, dòng cần 3H và 5H, nói chung 5H đổ xuống, thế mà vẫn lên được cá 4-5 cân. Thì em nói ở trên đây thì nhiều bác sẽ vẫn cứ bảo là bốc phét, làm gì cái cần này mà lên được 5-7 cân, làm gì có chuyện đấy. Đây, dòng cần này nhé, và cái tem đây, cái nói chung em cũng không biết cái tiếng này đâu. Đấy, nó có sai cần này, từ 27 đến 72 thông số cần đấy, nó có chữ này. Hôm trước quên mất không để cho thằng Quang dịch hộ cái này. Nhẫn cần này, nói chung cái con này thì cũng rất là đẹp luôn. Lắp thì bằng gỗ, bằng gỗ hay bằng cái gì, nói chung là không phải bằng kim loại. Đấy, rất là nhiều bác cứ bảo là có con nào đắt tiền không, có con nào tải tốt không, thì nếu mà nhắn Zalo thì em sẽ không trả lời, vì là em cũng không biết đằng nào trả lời. Bây giờ ra cần như này thì mình thấy cái phôi cần rất là đẹp, rất là ngon rồi. Cảm nhận cá nhân của mình cũng chỉ nói lên là ngon rồi, thì tất cả các video em cũng đều nói vậy rồi, nhưng mà đến lúc mà câu thực tế thì lại là em có phải là người câu đâu, các bác mới là người câu. Thế nên em cũng bảo luôn là em không biết câu, thế cho dễ. Đấy, cũng phải tùy khả năng. Cái cần này thì nó có ống đựng như này nha, cũng rất dẻo. Và một cái con, hai con giáp khúc nữa, hai con giáp khúc đây, cũng kiểu dạng trúc, trúc mây mây, trúc giả trúc như này. Còn giáp khúc này thì là không có ngọn phụ. Đấy, tem mác các kiểu, rồi quấn chỉ đây. Đấy, một con màu đỏ nữa cơ, nhưng hiện tại thì cũng bị hết một vài sai. Đấy, con này thì giáp khúc giáp vào với nhau, cắm vào đầu trên này. Rất là nhiều bác bảo là lên được cá 4-5 cân rồi, thì tú anh Dung nha, thì đây là em cũng không biết giải thích cho những cái bác mà chưa mua những cái mẫu này như thế nào, chưa mua những cái mẫu này. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cũng rất là nhiều bác đang sở hữu những cái mẫu cần giả trúc kiểu này rồi. Thế nên là em thì cũng chắc là cũng không, vừa rồi là cũng hẹn với cả một bác nữa là đi câu, nhưng mà chắc là cũng khả năng là cũng không đi câu được. Thế nên là em vừa xong em mới tạo một cái nhóm và một cái fanpage, để nếu như bác nào mà câu được những cái con cá 4-5 cân thật nha, thì các bác đăng lên trên video đấy để em làm cái để anh gửi cho các anh kia xem. Những cái bác mà chưa mua những cái mẫu này hoặc là đang hơi lăn tăn, thì đấy là những cái dẫn chứng chuẩn nhất để các bác lấy tham khảo. Đấy, coi như là các bác nhờ các bác để cho những cái bác khác đang lăn tăn thì sẽ có một cái để có một cái tài liệu để tham khảo xem cái cần này đi ngoài thực chiến nó sẽ là như thế nào, có đúng là nó lên được cá 4-5 cân hay không. Đấy, và trên video thì rất là mong bác quay được những cái video từ lúc rút điện thoại nhanh ra, lại phải rút điện thoại nhanh chắc thế, để quay được những cái video mà dòng cá và tải cá được những con cá như vậy. Và rất là mong nếu mà đăng video lên thì bác để lại cả số điện thoại luôn, để khi nào mà có anh em nào gì thì em gửi luôn để các bác có thể hỏi luôn cái bác này bác kia vừa lên cá như thế thì nó dễ hơn. Chứ bây giờ em là người bán hàng, em không thể nào mà bảo là cái cần này nó tải được như thế này như thế kia được. Thế nên là em cũng không mở test tĩnh luôn, test tĩnh bằng gãy luôn, em chỉ test vừa để anh em mình cảm nhận cái độ cong, độ đàn hồi của cần thôi. Thì cái fanpage cũng như là cái nhóm em cũng mới lập xong thì cũng đều là tên là Vua Cần Câu Tay Giá Rẻ. Và cũng sẽ có một cái phần quà như này nè, khi các bác câu lên được cá như thế thì các bác cân lên đấy, để cho anh em tất cả anh em tham khảo xem nếu như con cá đấy là lớn nhất trong tất cả cái video. Bữa hôm nay là mùng 2 tháng 10 nha. Nếu như con cá đấy mà là lớn nhất trong tất cả những cái video các bác đăng lên thì phần quà sẽ là một cái thùng cá, một phần quà lớn, phần giải nhất đấy sẽ là một cái thùng cá đắt nhất mấy triệu đấy, kiểu như thế. Và cái phần quà và giải nhì thì sẽ là một cái nó sẽ xuống một cái, nói chung là một cái ô nó rơi khoảng là hơn triệu, kiểu như thế. Và những cái cây cần này ấy,
Đây là em cũng chỉ muốn là chứng thực cái lời của các bác thôi, chứ còn đâu em cũng chưa bao giờ em bảo là lên được cá 4-5 cân nha. Đây là, nhưng mà giới thiệu qua thì lại phải có dẫn chứng các thứ, nên là khi các bác lên được cá như thế thì có để lại video đấy, gửi video ở trên cái fanpage, cái nhóm của em và cái fanpage đấy để anh em cùng xem, và có phần quà như thế, phần quà đúng như như vừa xong em nói nhé. Đấy, các bác cứ đăng lên đấy, và trên cái đấy thì em cũng sẽ để lại một cái bài viết nữa để anh em mình đăng lên đấy, để có một cái dẫn chứng chuẩn xác nhất. Đấy, dẫn chứng nha, có cả dẫn chứng sản phẩm vào như một cái vấn đề này, kể cả trường hợp bác nào mượn cần, cứ biết là quay những cái dòng cần như này, chờ hẳn các bác mượn cần và cũng mới chỉ mua cần của bên em một cây thôi, tức là nếu mà mua một cây thì rất là nhiều bác mua được với giá 200.000 rồi đấy, mà phần thưởng là vẫn là như vậy để cho nó thoải mái nhất. Thì em cũng cũng muốn có một cái dẫn chứng nó thực tế nhất, kể cả như thế nào cũng được đấy. Và cái em xin nhắc lại là cái nhóm đấy để anh em mình cũng vừa giao lưu để chia sẻ cái kinh nghiệm câu, và cái nhóm đấy cũng tên cùng với tên cái kênh của em đang có đây, kênh Vua Cần Câu Tay đấy. Cảm ơn các bác đã xem hết video, và các bác nhớ vào trong cái nhóm cũng như là cái fanpage đấy để comment lại một cái. Cảm ơn các bác đã xem hết video.